Thương lái Trung Quốc bất ngờ ngừng mua vải thiều. Phần lớn điểm cân của thương lái Trung Quốc tại Bắc Giang đã đóng cửa, khiến giá vải cao nhất còn trên dưới 15.000 đồng. Có loại xuống thấp kỷ lục 3-4.000 đồng 1 kg. Theo báo cáo mới nhất của Sở Công Thương Bắc Giang ngày 1 tháng 7, thì vụ vải năm nay sản lượng tăng so với dự kiến, đạt gần 190.000 tấn. Cho đến nay, lượng vải đã tiêu thụ hết 85% và với mức tiêu thụ tốt, chủ động. Với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, bao gồm cả các kênh xuất khẩu đi Trung Quốc, các thị trường xuất khẩu mới mặc dù ít nhưng đã tạo tín hiệu tích cực. Cùng với việc mở rộng thị trường trong nước, đặc biệt là đưa quả vải vào phía Nam, thì sức tiêu thụ năm nay khá tốt. Đại diện vụ thị trường trong nước của Bộ Công Thương cho biết chỉ còn vài ngày nữa là hết vụ vải, do đó việc các thương nhân Trung Quốc đóng các điểm thu mua không có gì đáng lo ngại. Cái việc mà thương nhân trong nước, thương nhân nước ngoài, trong đây có thương nhân Trung Quốc đến để thu mua và đi là cái chuyện bình thường. Đặc biệt ở Trung Quốc hiện nay thì theo thông tin cho biết thì mùa vải của Trung Quốc lại bắt đầu, đặc biệt bắt đầu ở Quảng Đông, Hải Nam, Phúc Kiến thì bắt đầu vào mùa vải và số thương nhân người ta kinh doanh vải người ta bắt đầu chuyển sang vùng đó để thu mua tiếp tục cái vòng kinh doanh. Còn cái lượng vải còn lại rất ít của một tuần này thì nó phải cuối vụ và vẫn được tiếp tục tiêu thụ và đẩy mạnh tiêu thụ, đặc biệt tỉnh phía Nam. Cũng trong sáng nay thì cho thấy là cái thông tin thị trường sức hút của thị trường Việt Nam, đặc biệt là qua chợ đầu mối Thủ Đức vẫn bình thường, một ngày 1-2 ngàn tấn vẫn đi bình thường. Như vậy thì việc tiêu thụ không có gì là thể hiện là sự bất thường cả. Ông Quyền cũng cho biết thêm, do là cuối vụ nên mẫu mã quả vải không được đẹp, vì vậy giá thấp hơn so với đầu vụ là điều dễ hiểu. Với mức giá từ 15 đến 17.000 đồng 1 kg, thì với lượng vải tiêu thụ cơ bản, cộng với giá đầu vụ, thì bình quân giá vải năm nay vẫn cao hơn năm ngoái và người nông dân vẫn có lợi. Theo đánh giá, mùa vải năm nay được tiêu thụ, lưu thông trên thị trường với những tín hiệu tốt là cơ sở cho mùa vải tiếp theo đạt thắng lợi về sản lượng, mùa vụ, thị trường và giá cả.